<laughs> Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 2 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an, đóng tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, đang tiếp nhận huấn luyện gần 2.000 tân học viên của các trường Công an Nhân dân học văn bằng 2, chiến sĩ nghĩa vụ. Đây là khoảng thời gian đầu khóa giúp các học viên mới có thêm thể lực, chấp hành điều lệnh, nội vụ, cũng như làm quen một số bài như đội hình chiến đấu, kỹ năng bắn súng, theo thượng tá Vũ Đức Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm, ban giám đốc xác định rõ công tác huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt. Công tác huấn luyện chuẩn bị thao trường, bài tập, mô hình học phải sát với nội dung huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện thực hiện đúng những chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động là lấy học viên làm trọng tâm, công tác tổ chức huấn luyện luôn thuận lợi và qua kiểm tra các nội dung đều đáp ứng được yêu cầu đề ra. Đây là thời điểm cao độ nhất về công tác huấn luyện đối với trung tâm, ban giám đốc và ban huấn luyện quyết tâm nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu, yêu cầu mà lãnh đạo đề ra để có kết quả tốt nhất.